Ô tô 360 xin kính chào quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có ngày mới vui vẻ và hạnh phúc. Lincoln Navigator Black Label 2021 là mẫu SUV cỡ lớn được trang bị hệ thống động cơ tiện nghi hiện đại hàng đầu. Với không gian rộng rãi, thoải mái, mẫu xe này hứa hẹn sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo cho những khách hàng đang tìm kiếm một chiếc SUV hạng sang. Chiếc Lincoln Navigator Black Label 2021 đang có các màu sắc ngoại thất đa dạng, phù hợp với nhu cầu và sở thích riêng của khách hàng. Lincoln Navigator Black Label 2021 mang đến cho khách hàng hai lựa chọn, đó là phiên bản thường và bản lời có sự thay đổi đối với chiều dài trục cơ sở. Theo công bố của hãng xe thì kích thước tổng thể của chiếc Lincoln Navigator Black Label phiên bản thường là dài, rộng, cao 5.334/2029, 1.938mm, với chiều dài cơ sở đạt 3.112mm. Còn tại phiên bản L, thông số chiều dài xe sẽ tăng lên 302mm, đạt 5.636mm và chiều dài cơ sở là 3.343mm. Phần đầu xe được thiết kế với lưới tản nhiệt hình thang đan xen nhau mạ chrome sáng bóng. Chính giữa là logo thương hiệu có khả năng phát sáng vào ban đêm. Lincoln Navigator Black Label còn được thiết kế đèn chiếu sáng ứng dụng công nghệ đèn LED toàn phần, đèn pha hai bóng projector kết hợp cùng hai dây đèn LED hỗ trợ chiếu sáng ban ngày. Phần hông xe được thiết kế dựa trên các đường kẻ phin lai ở phần sườn của những xế hộp siêu sang như Rolls-Royce và Bentley. Dù tỉ mỉ trong từng đường nét, xe vẫn có đôi phần thua kém mẫu xe của hai ông lớn trên. Tuy vậy, điều này cũng đã đủ làm cho chiếc Lincoln Navigator Black Label 2021 xứng tầm là một chiếc SUV hạng sang đáng đồng tiền bát gạo. Phần thân xe Lincoln Navigator Black Label được trang bị với bộ mâm kim loại hai màu đa chấu với kích thước 22 inch. Hệ thống gương được bọc chrome tích hợp cùng đèn xi nhan dạng LED, camera lề được, chức năng tinh chỉnh đóng mở gập điện linh hoạt, sấy gương tự động. Phần đuôi xe khá ấn tượng bởi dải đèn LED trải dài hai bên hông. Trung tâm phía sau nổi bật với thanh chrome bản to. Theo nhận định, chiếc Lincoln Navigator Black Label so với phiên bản 2019 được thiết kế tinh tế và sang trọng hơn. Tuy nhiên, điểm đáng tiếc ở phần đuôi của chiếc Lincoln Navigator Black Label 2021 đó chính là phần ống xả bị giấu phía bên dưới gầm. Nếu được đặt lộ ra ngoài chắc chắn sẽ tạo nên sự khác biệt và hầm hố hơn cho mẫu xe này. Không gian khoang cabin bên trong rộng rãi khi chiều dài cơ sở của chiếc Lincoln Navigator Black Label phiên bản thường đạt 3.112mm. Với phiên bản xe Lincoln Navigator Black Label L 2021, chiều dài cơ sở là 3.343mm, tạo nên một không gian thoải mái cho người ngồi. Khu vực Tapelio được thiết kế khá đơn giản nhưng vẫn tạo nên cảm giác xa hoa, sang trọng bởi được trang bị những thiết bị cao cấp, hiện đại bậc nhất. Ở vị trí trung tâm chính là màn hình cảm ứng có kích thước 10 inch giống như một chiếc iPad mini. Người dùng có thể dễ dàng sử dụng các thông tin tra cứu, giải trí tiện ích đa dạng. Ngoài ra, bảng điều khiển còn được làm từ chất liệu gỗ cao cấp. Đây chính là điểm nổi bật nhất trong khoang lái của chiếc Lincoln Navigator Label Label 2021. Vô lăng được thiết kế dạng ba chấu có đường kính lên tới 40cm. Vô lăng có kích thước khá lớn, kết hợp bọc cùng lớp da cao cấp đem đến khả năng cầm nắm tốt cho người lái. Ngay phía sau chính là cụm đồng hồ 12 inch cao cấp giúp hiển thị đầy đủ các thông số một cách rõ nét. Ghế ngồi của chiếc Lincoln Navigator Label Label 2021 được thiết kế rộng rãi, thoải mái cho người sử dụng. Toàn bộ ghế trên xe đều được bọc bằng chất liệu da và đệm cao cấp. Tại mỗi vị trí ngồi được trang bị thêm một màn hình cảm ứng riêng biệt, đáp ứng nhu cầu giải trí riêng của mỗi từng cá nhân. Hàng ghế trước và giữa được trang bị chức năng chỉnh điện đa hướng, sưởi ấm và thông gió hiện đại. Ghế lái có chức năng nhớ vị trí ngồi giúp người lái dễ dàng thiết lập vị trí, ngồi nhanh chóng. Hàng ghế thứ ba có khả năng điều chỉnh gập 60-40 tiện ích khi muốn mở rộng khoang lái. Khoang hành lý của chiếc xe Lincoln Navigator 2021 Label Label khá lớn, lên tới 930 lít. Nếu gập hàng ghế phía sau thì dung tích chứa đổ lên tới 2.000 lít. Đây được xem là một trong những mẫu xe có khoang hành lý lớn nhất trong cùng phân khúc hiện nay. Ngoài ra, mẫu xe SUV hạng sang này còn được trang bị thêm tính năng đá cốp khi không rảnh tay và mang xách quá nhiều đồ. Chắc hẳn những chủ nhân tương lai của chiếc Lincoln Navigator Label Label 2021 sẽ không khỏi bất ngờ ngay khi bước vào trong xe. Đặc biệt, để mở cửa xe sẽ không cần phải mang theo chìa khóa bỏ túi như các đối thủ nhờ công nghệ Phone SA khi mở khóa tự động. Người dùng chỉ cần đứng từ xa và khởi động chiếc xe thông qua chiếc điện thoại thông minh. Chiếc xe còn sở hữu cửa sổ trời lớn giúp cho khoang cabin rộng rãi và thoáng mát hơn. Lincoln Navigator Label Label 2021 được trang bị hệ thống điều hòa tự động 3 vùng làm mát nhanh chóng toàn bộ khoang cabin.
Ngoài ra, chiếc xe này còn được trang bị những tính năng giải trí hiện đại khác như màn hình giải trí thông minh 10 inch, hướng dẫn radio Sirius, chức năng điều khiển bằng giọng nói SINC Gen 3, kết nối Wi-Fi, USB, Uplink, Apple CarPlay, Android Auto, dàn âm thanh Reverb cao, ổ cắm điện 12V và 110V. Tất cả biến chuyến đi của bạn trở thành một trải nghiệm thư giãn hoàn hảo. Lincoln Navigator Black Laban 2021 sở hữu động cơ hoạt động 3.5 lít V6 tăng áp. Chiếc xe có công suất cực đại đạt 450 mã lực và mô men xoắn cực đại 691 nanomet. Bên cạnh đó, xe còn được trang bị hộp số tự động 10 cấp khỏe khoắn. Hệ thống động cơ hoàn hảo giúp cho việc di chuyển của chiếc SUV cỡ lớn trở nên dễ dàng hơn, đặc biệt là tại các cung đường cao tốc lớn hay với các địa hình khác nhau. Việc đánh lái và cua mượt mà sẽ giúp người ngồi trên xe có những chuyến đi êm ái và vô cùng thoải mái. Hầu hết các tính năng an toàn bậc nhất trên toàn thế giới đều được hội tụ đủ trong chiếc Lincoln Navigator Black Laban 2021 gồm phanh tay điện tử, hỗ trợ đổ đèo, phát hiện điểm mù phát hiện người đi bộ, cảnh báo va chạm phía trước, chống bó cứng phanh, kiểm soát chống lật, dây đai an toàn có cảm biến, cảnh báo áp suất lốp, camera 360, kiểm soát stop and go, màn hình kính lái, cảnh báo và hỗ trợ giữ làn đường, hỗ trợ trước va chạm với phanh khẩn cấp tự động. Lincoln Navigator Black Laban 2021 là sản phẩm đến từ hãng xe Mỹ, hiện đang là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với chiếc Cadillac Escalade 2021. Tại thị trường Việt Nam, mẫu xe được nhập khẩu dưới dạng tư nhân và phải đối đầu trực tiếp với hai mẫu xe đó là Lexus LX 570 2021 và BMW X7 2021. Lincoln Navigator Black Laban 2021 được đánh giá là một chiếc SUV hạng sang tương đối hoàn hảo khi có khoang cabin rộng rãi, khoang đựng hành lý lớn. Thêm vào đó, xe được trang bị động cơ V6 mạnh mẽ, khỏe khoắn mang đến cảm giác thanh thoát, êm ái khi di chuyển trên mọi cung đường. Có thể nhận ra rằng chiếc Lincoln Navigator Black Laban đang được giá khá cao hơn so với các đối thủ nặng ký trong cùng phân khúc. Có thể dễ dàng nhận ra ưu điểm của chiếc Lincoln Navigator Black Laban chính là phần ngoại thất bắt mắt, nội thất sang trọng, tiện nghi từ bên trong. Động cơ xe mạnh mẽ, khỏe khoắn giúp người lái dễ dàng chinh phục được mọi cung đường khác nhau. Nếu quý vị và các bạn đang quan tâm đến chiếc xe này, chúng tôi mời quý vị và các bạn qua cửa hàng để xem xe và lái thử xe. Cửa hàng chúng tôi ở địa chỉ số 16, phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Liên hệ số điện thoại 0905 608 883 để biết thêm chi tiết. Phụ trách kinh doanh, Phó Giám đốc Nguyễn Trọng Tuấn. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi. Chúng tôi mua bán và trao đổi xe ô tô trên toàn quốc, nhận ship xe khắp mọi miền Tổ quốc. Trân trọng cảm ơn.
Mm-hmm.